trên mây. Ta sẽ đôi mắt anh cứ thế là tôi vô địch. Hello nước Mỹ, chào Thành, chào mọi người trong lớp nha. Sai miên man cùng với làn da tự như ngọc trinh, nhưng thực thật là em còn xinh hơn cả Quỳnh Vinh. Tôi sẽ mong mong nhớ phút ấy khiến con tim anh càng thêm vang vang từng ngày. Hello Tom, chào em đi. Chào mọi người. Có đâu, chúc ngủ sớm à. Nó lắc lắc nè. Mở máy trước sợ nó bị lắc nè. Bây giờ nó không lắc rồi. Giai điều quen những ngày anh nói biết
Giờ cô đơn mình em vắng tanh, lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời. Thầm gọi người yêu dấu, giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em vô buồn, mong anh hàng đêm từ bao lâu? Từng ngày dài mong ước, trở về đây bên em. Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này. Cảm ơn 3600. À thì mua 50 với lại 10.000. À ấy là bây giờ người ta không bán 10.000 nữa hả? Vậy thì mua 3 cái 20. Trời ơi. Thông minh cho một tí đi xin. Chào chào anh Băng Ngố, chào Tô. Nãy giờ không thấy Tô lên tiếng vậy ta. Ê hello, khi nào mới xuống hả? Chúc lên lâu lắm, chúc chơi chắc mấy tháng rồi chúng mới xuống. Hương xuống lại rồi hả? Chán vô thông minh thật. Đúng rồi, dùng não đi. Não để làm gì? Không ra Sài Gòn nữa đâu. Tôi còn trẻ lắm. Hôm đau rồi hả? Chắc ông tưởng hôm nay được nghỉ rồi. Hôm qua lúc mà kêu hôm nay nghỉ, ông vui mừng lắm. Biết tim mình đang rơi rồi, lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm mãi. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ, có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Ủa âm thanh đâu rồi? Âm thanh đâu? Trời ơi, mới lên thấy ổng mà giờ ổng đi đâu rồi? Bước về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai. Cúp xe làm gì hả? Để đồ. Sao chúc hỏi não làm gì hả? Chúc chị hỏi não xin để làm gì thôi. Nó hơi du du. Biết ở đâu đấy? Biết cái gì anh đi? Hello cá. Vô điểm nhanh rồi ra mới ghê. Hello anh em nha, chào mọi người mới vô. Không thấy được hả? Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngoài kia đều có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ. À chờ anh Lâm Phong. Hôm nay nhìn xinh nha.
Vậy là mọi hôm không xinh nè. Nó có bị hú hoài vậy ta. Lê bên ô cửa nhỏ là những dịu em từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi. Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, vẫn yêu và yêu và yêu thế thôi. Đâu có, em đâu có ăn kiêng đâu. Tự nhiên ốm em chả biết tại sao luôn á. Nhưng mà bữa nay về nhà là mập hơn hồi bữa ở dưới Sài Gòn rồi. Về đây ăn dữ lắm. Ăn quá trời ăn. Ngày ăn bao nhiêu bữa. Hello Thành. Hello Khánh nha. Chắc bữa giờ anh Lâm không bận đi làm. Mình chọn 5 sao hả? Đúng rồi. Cô nha. Sau 10 giờ. Tuần này em sau 10 giờ. Hôm bữa vẫn sau. Ôi sao tự nhiên lắc quá vậy ta? Sao tự nhiên lắc quá? Hình như là nó có cái hiệu ứng xong rồi nó bị lắc. Bật chở đi chơi à. Hết rồi nè. Tại nãy nó bị cái hiệu ứng xong rồi nó lắc. Bye.
hơi phàn xong. Hà Nội 39 độ xem cho là chúc mừng áo lên. Gì 39 độ luôn hả? Dữ vậy. May là chúc ở Đà Lạt chứ chúc ở ngoài đó chết. Cảm ơn Lam Phong nha. Em chưa tốt nghiệp, em chỉ chuẩn bị thôi. Tháng sau á, tháng sau thì mới tốt nghiệp. Cảm ơn Lam Phong. Mỗi lần có cái hiệu ứng là nó bị lắc luôn. Chụp ảnh sớm thế. Không, ảnh đó là ảnh chụp kỷ yếu á. Còn tháng sau thì làm lễ tốt nghiệp. Tại hôm qua chúc mới có kết quả của cái khóa luận vừa rồi nên là mới biết chứ. Qua anh còn kiên nhẫn không? Sẽ vẫn chờ em phải không? Dù có thế nào, dù em đã không nhận ra sao, một người luôn thương yêu và luôn chở che, luôn luôn chờ mong vỗ về và lắng nghe em. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em. Sao hôm nay lắc quá vậy ta? Không biết tại sao luôn á. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ. Mạng lắc hay do máy ta? Bây giờ chào cá chưa lát quá không nghe được. Chào cá rồi. Ngàn năm rồi. Mạng á hả? Mạng. Không, hình như mạng nhà Trúc không lắc đâu. Em cảm ơn Lâm Phong nha. À, hết bài gì nữa đây. Do máy hả? Không, bình thường lại rồi nè. Lâu lâu nó mới lắc thôi, nó khùng lắm. Nãy ông gì? Kêu hết bài gì ta? Nhạc Miu Lê để coi còn bài nào. Miu Lê. Đúng rồi. Bình chọn cho Trúc nha. Trúc còn không biết cái đó bình chọn gì hết. Bài khiên à? Bài khiên cô chỉ biết hát có một câu à. Bài yêu anh được không? Hay bài lặng thầm yêu. Miu Lê có phim mới. Miu Lê hay đóng phim quá ta. Cô gái đến từ hôm qua. Đây đâu phải của Miu Lê. Bài này đi, cho nó lạ. À, phim á hả? Có những lúc thức trắng em nghe lòng sâu trong vắng. Trời vơi, yêu thương kia xa vời. Có những lúc cô đơn yêu thương vào sâu đáy tim. Chợt nhận ra cần có anh. Sẽ bị chân xe chờ khi nào mình tay nắm tay.
đôi môi như trao đến em mà đâu hay một người âm thầm khóc ngày gặp nhau có biết đâu chính con tim em luôn còn dành cho mẹ anh vì tình ai đã trao ai rồi nên tôi xin đành cầm nếp tình tôi lặng riêng em đứng trôi qua em bao ngày như thế nhìn anh không nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời yêu thương dành riêng em mà thôi giờ em riêng lối âm thầm tình yêu kia mãi xa xăm em sẽ giữ mãi yêu thương trong lạnh cảm và mong anh sẽ bên người tình yêu kia mãi không rời riêng em sẽ mãi lặng thầm riêng tình kịp đánh răng cái gì vô ai rồi vô tóc được tăng lương hả tóc máy sao thấy xa vời quá hello ba hello amata đi đánh răng đã về mà ngủ giờ này mới dậy ông này ông nghe thì thì tôi nói ông mắt đôi môi như trao đến em mà nào hay một người âm thầm khóc ngày gặp nhau có biết đâu trên con tim em luôn dành riêng cho vẻ anh vì tình anh đã trao anh rồi nên tôi xin đành cầm nếp tình tôi lặng riêng em đứng bên đây nhìn anh đưa đón ai về cứ thế trôi qua em bao ngày như thế từng mong nói nên lời vì tâm tư cứ rối bời yêu thương dành riêng em mà thôi mình em riêng lối âm thầm tình yêu kia mãi xa xăm em sẽ giữ mãi yêu thương trong đời và mong anh sẽ bên người tình kia mãi không rời riêng em sẽ mãi lạnh thầm riêng tình em yêu anh ngày mai chúc có dùng hình như là ác không ai nghĩ hồi nãy chúc đổi xô lung tung giờ chúc chả nhớ luôn nói chung là 10 giờ hoặc hình như là 2, 3, 4 quên mất tiêu rồi hình như là ngày mai không làm ngày mốt không làm thứ bảy làm sao ấy tuần nào làm 2, 3, 4 hôm nay là thứ mấy ta hôm nay là thứ năm đúng không 2, 4, 5 rồi làm thêm thứ bảy nữa đúng rồi làm thứ năm à không hôm nay thứ mấy rối hôm nay thứ tư thôi để tí xíu up nha chút quên mất đổi lung tung mất xong giờ chẳng nhớ luôn nhưng mà nói chung là 10 giờ hết công việc tới đi ai khi nào cô mở lớp dạy nhảy chắc chưa đâu giờ cô đang ở Đà Lạt rồi chúc mừng cô lên yêu làm gì để anh biết em vẫn còn tha thiết vẫn mong anh quay về đây như lúc xưa ối rối nha ôi sao hồi nó thành nhạc của Đông Nhi rồi nãy kêu hát nhạc của Miu Lê mà tình yêu luôn vơ với kết quả mang đến em bao nỗi mong chờ ngại ngùng mơ cứ con tim sợ
thấy à? Cô này đang chưa có dậy. Đêm giờ là đêm trôi qua, em suy tư âu lo vu vơ trong là nỗi nhớ đông này. Anh nơi này nào, anh đang nơi đâu, baby baby. Có những lúc vừa rồi giật kín những suy nghĩ, khi sợ em cũng quan tâm anh, không mong anh em hững hờ. Oh no 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 no, it's baby baby. Tình yêu luôn luôn xuyên sao mang đến em hương vị ngọt ngào. Chỉ cần một tờ vai ấm, niềm hạnh phúc trong em lớn lao. Và đôi khi em nhớ anh, nước mắt em tự dưng rơi mãi. Baby please don't leave me alone. Lao rồi là lao cho đôi mi thôi mong manh, em vẫn khoảng mong cho tiếng nói bên ta. I love you, I miss you too, baby baby. Có những lúc vui rồi dù kia như khi giờ em muốn ngơi thơ chứ quên đi không nhớ anh. Oh no 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 no, it's baby baby. Khi em yêu chính anh, em muốn mang cho anh nụ cười. Chẳng cần người làm em vui, chỉ cần anh yêu em thế thôi. Hạnh phúc trong em nhỏ nhoi, em giấu cho mình em thôi nhé. Baby please don't. Đôi mắt ngọt ngào ấm áp thêm trái tim. Và khi em ôm siết anh có hay rằng em muốn nói. Baby please don't leave me alone. Oh, oh, baby, oh baby, don't leave me alone. Oh, hôm nay cái này nó lắc quá vậy ta, chúng không biết tại sao luôn á, không bữa đâu có bị đâu. Ổng hơn rồi chứ sao, dám chọc hồn hả? Ổng hơn chút bao nhiêu lần rồi mà chưa rút kinh nghiệm, còn chọc ổng nữa. Hello, chào mọi người mới vô nha. Mọi người có muốn nghe bài gì không? Em có thực miêu lê còn bài gì? Cô không nhảy được mạng lắc hả? Mạng này mà nhảy là khỏi thấy luôn. Bài ghen hả? Bài ghen không thuộc. Chỉ thuộc câu khúc điệp khúc thôi hả? Bài này nha. Impossible. Cái bài này của ai ta? Chú hát một bộ tay gì vậy?
Ông này nghi ông rể em yêu quá. Chào Victor Hoàng Tưởng. Someone told me I should take caution when it's come to love. I did. You were strong and I was not. Illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now when I'm staring at nothing to say, you're the conversation. Fail, fail. All I know now. Ủa cái này là nam hát hay nữ hát mà nó thấp thấp vậy đây? All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. 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 Love is hard. Falling for betrayal is worse. Broken trust is broken hearts. I know, I know. Thinking all you need is there. Building faith on loving's words. Empty promises will wear. I know. Mấy người kia đâu hết rồi ta? I'm only one call away. I'll be there to save their day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save their day. Superman got God.
chào mọi người. Ủa sao mọi người tự nhiên cái không ai nói chuyện nữa hết vậy? Bỏ tôi bơ vơ rồi. Chào Minh Trí. Đúng rồi, em tên Trúc. Mọi người lát hết rồi. Mấy em lát thôi mà. Sao mọi người lát? Không ai thèm nói luôn á. Buồn. Có phải gì ta? Chị mấy tuổi hả? Chị 22 tuổi rồi. Mọi người muốn nghe nhạc gì? Sao không ai nói chuyện hết vậy? Bamboo là cây trúc. Đúng rồi, giỏi quá. Lần đầu tiên có ai đoán ra được luôn. Bình thường ai cũng hỏi Trúc là Bamboo là gì hết. Ngược mic hả? Không có ngược. Phải nói ở cái ở bên này nè. Con tim mong manh hả? Con tim mong manh. Đâu có điện. Ở đây là đâu có điện nè. Bên này là đâu không có điện. Sao cô không show ở công ty à? Công ty ở Sài Gòn mà. Cô đang ở Đà Lạt mà. Chứ có bút bên nhìn kênh dị vậy? Giờ mới phát hiện ra hả? Bữa giờ rồi. Như Annabelle đó. Không, đây không phải phòng em. Đây là phòng của anh em á. Mà anh em đi rồi. Cho nên là không có ở phòng này, lâu lâu mới về à. Cho nên là phòng này trở thành phòng để show của em luôn. Đúng rồi, em thế show. À không phải thế mà là đổi show á. Khao búp bê của Trúc. Trúc mới treo. Con nó nhìn kinh dị và ba Trúc cứ đòi treo ở đó. Ba Trúc bảo là con nó nhìn dễ thương. Nhìn như là Annabelle và kêu dễ thương. Không hiểu luôn. Những chiếc lá rụng vàng rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng. Như phút cuối dịu dàng, nắm tay bên anh nồng nàn. Đã xa một thời bên nhau, nên chỉ còn mình em bước. Vẫn nhớ tháng ngày nào tình ta trước khi
bài này con tim mong manh nha. Sao lạnh vậy gà? Chị vẫn đã nhạt nhòa, dấu yêu đi cũng đã xa. Không gian ngay giờ này, biết tạm vui nơi phương nào. Vẫn riêng mình em nỗi nhớ, luôn mong chờ và luôn ước mơ. Một ngày mai anh sẽ về đây và gần bên em. Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa, kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua. Dù đã biết sẽ chẳng được gì, đành quay bước mau người đi. Tiền chiếc lá thu vàng bằng giọt nước mắt, muôn màn lỡ làng mà người đâu hay chăng. Người đã nói yêu em vậy mà người đành đã quên sao vội xa. Giờ em vẫn nhớ tháng ngày nào tình ta trước khi biệt ly. Quên đi không sao đây, rồi đi vậy thôi không cười. Coi phải ở lại thì mới cười. Giọng nhẹ nhàng hả? Giọng yếu. Sắp đi nấu cơm. 8 phút nữa. 8 phút nữa nha. Nãy giờ Thành đi đâu? Hỏi tội. Lúc mới vô thấy và xong đi đâu mất tiêu. Nắng của anh ok anh. Hồi nãy là tôi vô xong rồi tôi thấy ông Thành xong rồi ổng đi mất, kiểu như là thấy chút vô xong rồi thôi chán quá đi coi số khác vậy á. Buồn Thành thấy vô xong kiểu show gì mà show hoài, ngày nào cũng thấy mặt mắt mệt, xong đi chỗ khác chơi, xong cuối show thôi cuối show bị đặt mời vô. Tôi là tôi ghim rồi. À, cuối show mời vô vỗ tay cái kiểu đúng rồi giả tạo. Ghê thiệt, ổng ghê lắm, mấy anh em coi chừng đó nè. Quỳ lại. Sao quỳ lại? Đúng mà. Nó có đuổi đâu, tại ông đó. Cuộc đời nơi em phút giây em
giả bộ vỗ tay vào vỗ tay các thứ, sắp hết giờ rồi vào vỗ tay các thứ. Copy rồi bắt cái gì nè, ra coi clip nhảy hả? Nãy giờ có ai bắt gặp âm thanh ở một cái room nào khác không? Khai báo. Chị hỏi vậy thôi à, ai mà thèm theo dõi. Sao cái răng thở đi. Hello sao hết nổi da gà thì không, lần đầu tiên mà ai kêu chúc hát mà nổi da gà. Được giảm chút tại kiểu như là nó cao nhưng mà nó hơi yếu, nó không có được dày á, giọng hơi mỏng, kiểu phải tập hát tập anh rồi này kia. Nhưng mà bữa giờ hết được học hát rồi, công ty không cho học hát nữa rồi nên giọng lại trở về như xưa. Không, thiệt ra là đỡ hơn tí. Nhưng mà kiểu phải luyện thanh thường xuyên thì giọng nó khỏe hơn. Tại giọng nhóc nó là yếu rồi. Không dám đâu, em ca sĩ gì. Ca sĩ thôn thì con. Năm 9 rồi. Ngày mai hình như là chúc thứ 5 hả ta? Hồi nãy chúc mới đổi show thứ mấy? Lại là chúc show thứ 5, thứ 7. Xong rồi này lại đổi thứ 7. Lùm la quá, không nhớ nữa. Thôi có gì chút sẽ up lại Facebook nha. Tại đổi lung tung quá xong giờ không nhớ luôn á. Giọng mỗi ngày một khác, sao khác? Ít 11 giờ rồi. Hiền, cảm ơn Hiếu. Mãi nhớ. Thôi đi, ông Thành ghê thiệt nãy giờ. Đi. Nãy giờ đi đâu cả buổi xong cuối giờ bị đặt vào. Nhớ. Mãi nhớ.
mụn trên môi. Thôi đi, ông bị bắt quả tang rồi. Sao mày đặt định các thứ đúng không mọi người? Mai hả? Không biết mai có show không nữa. Chút quên, chút bị rối, để tí hồi chút ấy lại đã. Tại nãy đổi show lung tung hết xong quên mất rồi. Đêm qua 12 giờ baby, anh đang làm gì baby? Có gì chút sẽ up lên Facebook, mọi người nhớ theo dõi Facebook nha. Đấy, mình làm gì cho đôi môi sai kia? Sai gì? Sáng đêm cứ trôi miết về trời. Sao sai? Muốn cứ ngỡ tim em đã biết yêu trong lòng em 100%. Chỉ dành riêng anh và em chỉ mong mình gần bên ai. Nếu đến lúc con phố vắng anh trông mong ai. Oh my love, anh nghe một câu mà forever ever. Thành đúng rồi hả? Sai chút sai thành đúng. Ông Hùng phản quá. Ông này phản rồi. Dù thời gian trôi đi thật lâu lâu sẽ không phải, không phải để đau ngại vì cái giá ta phải. Màn đêm trôi mình em lâu đến giấc mơ trở về đây nơi xa. Giờ anh từng nhớ đến không làm sao quên được anh cho dù ta chưa từng quên. Em tin rằng I wrote it just for you. Chỉ mong được gần bên ai. Nếu đến lúc con phố vắng anh trông mong ai. Oh my love, anh nghe một câu mà forever ever with you. Yêu anh giờ chỉ yêu anh thôi. Âm Thành với âm Hùng dắt nhau đi chơi đi. Hai người phải yêu nhau. Sao dắt cùng theo với Thành? Hay ai? Ông thì có. Hay ông đạo phản tôi mà còn hay hay cái gì nữa? Thành là vậy đó, cái tội phản chúc. Thấy không Hồng? Cái tội phản chúc là vậy đó. Up lịch lên nó.